Adobe Premiere 14.6 à? Tối ưu tốt hơn cho phần cứng của AMD này. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop AZ và mình là Minh Cận đây. Biết rằng tuy là hơi tối cổ một chút nhưng mà cái bài cuối tháng 11 này ấy, thì nó còn nói rằng là Adobe hiện giờ đối với bản Adobe Premiere Pro 14.6 thì đã tối ưu tốt hơn cho phần cứng của AMD rồi. Vậy thì lâu nay Intel vẫn đang rất là tự hào và có một cái điểm dựa rất tốt, đó là công nghệ Intel Quicksilver. Thì liệu rằng sau phiên bản 14.6 này AMD nó có dùng một tay nó đẩy lùi tất cả những cái ý kiến đó về đằng sau và vượt lên đằng trước hay không, thì chúng ta hãy cùng đến với bài test trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Cụ thể thì vào cuối tháng 11 vừa rồi, Adobe đã chính thức cho người dùng tải về cũng như là sử dụng phiên bản Adobe Premiere Pro 14.6 cộng với những cái lời quảng cáo kiểu như là giúp cho những CPU của AMD mà có sử dụng APU được có một thời gian render là ngắn hơn. Nghe thì nó hơi dài dòng nhưng mà các bạn có thể hiểu nó là AMD QuickSync cũng được. Thế thì không biết là cái công nghệ AMD QuickSync này nó có thực sự mạnh hay là có thực sự nổi trội như là Intel QuickSync ngày trước hay không ấy, thì chúng ta hãy cùng đến với bài test của mình ngày hôm nay. Và để test cho bài test ngày hôm nay thì mình ở đây đang có hai chiếc máy, đó là chiếc HP Omen 15-2020 cũng như là chiếc Zephyrus 15. Hai chiếc máy này thì có một cấu hình khá là tương đồng nhau khi mà đều sử dụng con card, đó là 1660 Ti và 16GB RAM. Chỉ khác nhau đến từ CPU thôi, khi mà chiếc Zephyrus 15 thì đang sử dụng chiếc Intel Core i7-1750H, còn HP Omen thì lại sử dụng đó là Ryzen 7 4800HS. Và hôm nay thì bài test của mình đó là mình sẽ cho hai chiếc máy này render cùng một project. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ render ở phiên bản Premiere cũ, đó là 14.3. Và sau đấy mình sẽ đo xem coi là chiếc máy nào có thời gian render ngắn hơn. Và sau đấy thì mình lại gỡ 14.3 đi cả 14.6 và cũng thực hiện một bài test tương tự để xem coi là thay đổi nó sẽ đến như thế nào. Còn bây giờ thì vào bài test đầu tiên luôn nhé. Và kết thúc bài test đầu tiên thì các bạn thấy rồi đấy, thực sự là Intel QuickSync nó rất là mạnh khi mà chiếc laptop mà sử dụng 6x12 luồng ấy lại có thời gian render rút ngắn hơn rất là nhiều so với chiếc laptop sử dụng 8x16 luồng. Và có thể thấy là ở những phiên bản cũ thì khi mà Intel nó vẫn đang có được một cái lợi thế là tối ưu phần mềm cực kỳ tốt đấy, thì đương nhiên là Ryzen sẽ không có một cơ hội nào để đánh bại nó trong quá trình render rồi. Thế thì đến với phiên bản 14.6 thì sao? Liệu rằng là cuộc chiến nó có quay trở lại giống như với việc là một hãng S nào đấy đi cà khịa một hãng A nào đấy là không cho người dùng có cái sạc, thế nhưng mà đời sau của hãng S lại không có sạc cho nên lại phải dẹp ngay bài cà khịa ấy đi không? Thì đến với bài test thứ hai nào.
Và ok, sau bài test thứ hai sử dụng cùng một project y hệt như bài test thứ nhất ấy, thì khi mà cả hai chiếc máy đều có một công nghệ giống nhau này, Intel QuickSim, AMD QuickSim, thì lợi thế của việc nhiều nhân nhiều luồng hơn đã được thể hiện một cách rõ ràng khi mà thời gian render của chiếc HP Omen bây giờ nó lại ngắn hơn của chiếc Zephyrus M15. Và nếu mà chỉ so đối với con chiếc CPU Ryzen 7 này ấy, đối với chính nó ở phiên bản 14.3 thì thời gian render của nó được giảm đi là gần một nửa. Thực sự rất là tốt đấy. Và biết nói gì bây giờ nhỉ? AMD QuickSim, một điểm cộng. Ok, và tổng kết lại dành cho những bạn nào mà đang có những câu hỏi kiểu dạng như là không biết rồi, cuối năm 20 bây giờ sang gần sang 2021 rồi, thì liệu rằng đã có nên chọn những chiếc CPU của AMD để làm những công việc đồ họa, mà cụ thể là những công việc có liên quan đối với bộ phần mềm Adobe hay chưa ấy, thì câu trả lời của mình là hoàn toàn nên. Mà không chỉ là bộ phần mềm Adobe đâu, bây giờ có rất là nhiều hãng đã, đang và sẽ còn tối ưu phần mềm cho phần cứng của AMD rất là nhiều nữa. Cho nên là hiện giờ đối với mình thì AMD nó là một cái gì đấy cực kỳ tiềm năng. Vậy nên là nếu như các bạn thích thì cứ sang tiền thôi, các bạn sẽ không hề phải hối hận về quyết định của chính mình đâu. Và đó là toàn bộ bài test cũng như là những cái chia sẻ của mình. Nếu như các bạn có cái thắc mắc hay là có câu hỏi gì cần chúng mình giải đáp thì hoàn toàn có thể để lại một bình luận ở phía bên dưới. Chúng mình sẽ cố gắng hết sức để giải đáp toàn bộ cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.